Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2023. Chúng ta có cơ hội ngồi chung với nhau để chia sẻ về đề tài ngồi yên nhìn cuộc thăng trầm. Chúng ta đang tập ngồi yên, thả lỏng thân tâm. Cố gắng không suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, những việc chưa xảy ra. Cố gắng làm sao để mình đã đến đây rồi đó, thì xem như là mình đã đến đây. Chỉ có mặt ở đây thôi, có mặt cùng với thân, cùng với những giá trị màu nhiệm đang diễn ra. Cố gắng đừng để cho những lo lắng suy nghĩ nó lôi kéo mình đi, để mình có những cái khoảnh khắc yên nhất. Mặc dầu rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn, còn nhiều thứ phải giải quyết, nhưng mà cuộc sống thì phải có khó khăn thôi. Mình giải quyết cả đời cũng không hết. Tuy nhiên là mình cần học lại cách giải quyết khó khăn, làm sao phải khôn ngoan hơn, làm sao những cách giải quyết khó khăn sắp tới ít trả giá hơn, ít thương tổn hơn, ít mất năng lượng hơn. Làm sao để mình thấy khó khăn không còn quá khó khăn nữa, thấy nó là một điều hiển nhiên trong đời sống, để mình sống một đời sống nhẹ nhàng. Có nhiều người nói cuộc đời này là hạnh phúc, cuộc đời này là màu nhiệm, thì mình niệm nói chứ ai. Mà tại sao có lúc mình không thấy được như vậy, mình chỉ thấy toàn là khó khăn, toàn là sự nặng trĩu. Thì vấn đề nằm ở đâu? Là có những lúc mình ngồi yên xuống như vậy, nhìn lại hành trình của cuộc đời mình, đó thường là những lúc mình thất bại, thua cuộc, đau khổ, bị tổn thương tâm lý trầm trọng. Mình không thể bước tiếp nữa, mình không thể lao ra bên ngoài để chinh phục, để chiến thắng, để điều khiển nữa. Mình buộc phải dừng lại. Thì trong cái sự giới hạn, cái khó khăn đó, thì nó cho mình một cái, trong cái nguy nó có cái cơ, có một cái lợi thế, đó là được nhìn lại. Vì nếu mà không có xảy ra tai nạn, biến cố, khó khăn đó đó, chắc mình lại lao tới tiếp. Mình thấy rằng mấy mươi năm qua, đời mình nó giống như là một cái chuyến hành hương vậy. Các vị thấy mỗi năm Tết đến mình hay đi hành hương đó, từ chùa này sang chùa khác, từ núi này sang núi khác. Có những người đi từ thành phố này sang thành phố khác. Ở Mỹ người ta đi từ bang này qua bang khác. Có người đi từ quốc gia này sang quốc gia khác, giống như một chuyến du lịch vậy. Đời người mình cứ dịch chuyển từ những cái mục tiêu này sang những cái mục tiêu khác, những mục tiêu hấp dẫn, những dự án hấp dẫn, những đỉnh cao. Và rồi khi mình đến những cái đỉnh núi đó, đều thấy nó cũng bình thường thôi, nó cũng cho mình hạnh phúc, rồi cũng trả những cái giá rất đắt, cũng đầy đau khổ, rồi mình cũng mau chóng chán. Có những thứ mình chán mình bỏ được, có những thứ mình chán mình không bỏ được, mình phải ôm lấy nó hàng bao nhiêu năm trời với rất nhiều trách nhiệm, bổn phận nặng nề. Nhìn lại đời mình cảm thấy rất là buồn tủi. Mình thấy cuộc đời mình như là không phải của mình vậy. Ai đó đã sắp xếp cuộc đời mình kiểu như là định mệnh.
số phận vậy. Vì khi mình sinh ra đời á, mình được cha mẹ mình sắp xếp cuộc đời mình cho mình. Vì cha mẹ mình rất là giỏi giang, một thế hệ mà cha mẹ là những doanh nghiệp thành đạt, cha mẹ là những người có học thức, cha mẹ có cơ hội đi ra nước ngoài du học. Cho nên cha mẹ sinh có một hai con thôi, cha mẹ bảo bọc, cha mẹ lo hết tất cả mọi thứ, dành hết mọi quyết định. Cho nên khi mình lớn lên á, mình không có một cái quyết định nào trong cuộc đời của mình cả. Cha mẹ nói cha mẹ thương mình, nhưng ẩn sau bên trong đó cha mẹ đâu biết rằng cha mẹ đã giành lấy quyền làm chủ cuộc đời của mình rồi. Và mình lớn lên theo cách người lớn muốn, theo cách gia đình muốn, theo cách dòng họ mình muốn, những người xung quanh mình muốn. Chứ mình dường như chưa bao giờ biết mình muốn cái gì. Mình học trường đại học này, mình chọn ngành kia, mình chọn công việc nọ là để đối phó với xã hội, đối phó với những người xung quanh, để đừng bị cười chê, để có thu nhập cao, để có vị trí. Cuối cùng thì mình cũng nhận ra rằng đời mình là một cái chuyến hành hương dài, để mong muốn được công nhận, nể phục, thương yêu. Phải đến khi mình bị tổn thương sâu nặng, nằm như là một con hổ bị trúng thương ở trong hang, và mình liếm cái vết thương của mình, mình mới nhận ra rằng trên đời này dường như không có ai thương mình bằng chính mình cả. Thì cũng có nhiều người thương mình, nhưng mà cái người thương mình nhất trên đời này á, chỉ là chính mình. Vì khi mình tổn thương đó, cái người nói thương mình nhất trên đời đó là cha mẹ mình, có chịu đựng thế cho mình đâu. Hồi mình vào đời, họ dành mọi quyết định hết, họ sắp xếp tất cả. Vậy mà khi mình tổn thương, họ vẫn đứng bên ngoài. Cái người bạn đời mình, cái người thề chung chăn chung gói, hạnh phúc, đồng cam cộng khổ cả đời. Vậy mà khi mình bị trầm cảm, rối loạn, lưỡng cực hoặc là rối loạn lo âu, họ vẫn không thể đi vào bên trong để sẻ chia được. Không ai cả. Chỉ có mình đối diện với con người đầy bệ rạc, đầy tổn thương của mình. Ấy vậy mà mấy mươi năm qua mình bán đứng cuộc đời mình cho người khác, gọi là sống vì người khác, chạy theo người khác, cung phụng cho người khác, làm cho người khác vui lòng, làm cho cha mẹ vui lòng. Cha mẹ muốn gì mình chiều hết, ông xã bà xã muốn gì mình phục tùng hết. Mình không có cái gì cho cuộc đời mình cả, để mình thỏa mãn cái gọi là thương yêu. Mà thật ra là mình chỉ thỏa mãn cái đứa bé tổn thương bên trong của mình thôi. Thật ra là từ thuở nhỏ mình đã được không thương yêu đầy đủ. Mình đã từng bị bỏ rơi, mình đã từng bị bạo hành tâm lý, bị khinh miệt, bị người lớn coi thường, bị ruồng rẫy, bị kỳ thị. Cho nên khi lớn lên mình vẫn còn giữ những cái vết thương tổn đó ở trong lòng, tưởng là đã lớn lên rồi, nhưng mà bên trong nó vẫn còn một đứa bé. Thật ra là những dữ liệu đó nó vẫn còn mắc kẹt ở trong kho tàng của tâm thức, chưa bao giờ được xét lại, chưa bao giờ được phóng thích. Cho nên nó như là một đứa bé. Và những lúc chúng ta tuột hết năng lượng, mất kiểm soát, nó trào lên, nó khống chế chúng ta, nó điều khiển chúng ta như là một đứa bé. Nó cấu cào, nó muốn chúng ta đi tìm người để mà thương yêu, để nó phục tùng. Nó làm tất cả mọi thứ, bất kể sinh mạng. Nó gọi rằng nó thương yêu hết mình, mà thật ra là để nó phục vụ cho cái tôi thương tổn này. Đó là một chuyến hành hương. Cứ một người mình thương là một chuyến hành hương
5 năm, 10 năm, 20 năm. Để rồi người đó hết thương mình nữa, say goodbye cuộc đời mình, bỏ cuộc đời mình chỏng chơ hoang dại, không ai ngó ngàng đến. Để rồi mình lao theo cuộc đời một người nào đó cũng 5 năm, 10 năm, 20 năm, mà không phải người đó bỏ mình bỏ người đó. Tại sao mình lại bỏ người đó? Vì người đó làm tổn thương mình, mình chán người đó rồi, mình không còn thích nữa. Mình bỏ người đó không phải là mình đi theo một người khác, vì mình sợ tình yêu, mình sợ tình thương. Để rồi mình lại cô đơn trong cái thế giới của riêng mình. Rồi mình lao theo công việc, lao theo những mục tiêu từ A sang B, từ B tới D, tới F và vân vân. Mỗi một chuyến hành hương như vậy, mình lại rời xa con người chân thật của mình. Mỗi ngày mình rời khỏi con người dễ thương của mình, rời khỏi con người ngọt ngào, con người độ lượng, con người đầy bình an. Để rồi mỗi ngày mình trở nên gắt gỏng, nhạy cảm, dễ phản ứng, dễ nổi giận, dễ buồn, dễ khóc, dễ tổn thương. Và thật may thay là nhờ có đau thương, nhờ một cú trời giáng, nhờ bị bồ đá, bồ đá đau như bò đá, mà mình đã dừng lại, bị dừng lại, buộc phải dừng lại. Nhờ thất bại mình mới nhận ra là mình có vấn đề. Hồi đầu thì uất ức, nghẹn ngào, phản ứng dữ dội, muốn đáp trả, trừng phạt. Nhưng mà rồi sau đó nhận ra rằng mình có vấn đề, rằng mình chưa thật sự sẵn sàng cho những chuyến hành hương đó, chưa chuẩn bị kỹ để lấy chồng, để cưới vợ, để sinh con đẻ cái, chưa chuẩn bị đầy đủ kỹ năng sống, kỹ năng vào đời, làm sao để yêu thương người khác mà không nghiện vào người đó, làm sao để yêu thương người khác bằng một trái tim thuần khiết trong trẻo. Yêu thương là nâng cuộc đời nhau bay lên, chứ không phải yêu thương là để bòn rút, để mà chiến đấu, để mà tiêu diệt lẫn nhau, để thỏa mãn cái tôi ích kỷ của mình. Yêu thương không phải là để thỏa mãn nhu cầu được thương yêu, hay là nhu cầu để được công nhận. Phải nhờ những cái lúc mà con hổ nó ở trong hang liếm những cái vết thương sâu như vậy, nó không thể đi ra ngoài được nữa, thì nó mới có thể nhận ra được một cái sự thật, dầu rất đau lòng nhưng đó là một sự thật. Bây giờ mời đại chúng hãy lắng lòng nghe một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hành Hương Trên Đồi Cao, qua tiếng hát của ca sĩ Minh Đức. Buồn gọi
Người đi một mình và hát lời gió, người đi một mình chìm sâu lời ca, còn đây bão qua, còn đây giấc mơ. Buồn chiều chăn người đi hành hương, sợi buồn vẫn quanh vực sâu đá lăng, gọi tên nhớ em. Còn đêm mù sương người vẫn quên về ngày chiều chăn, người đi hành hương hằng sâu vết nhăn, một mai đã quên buồn ơi đã quên. Người đang đi hành hương hay là người đang ngồi ở đây, có khi thân ở đây nhưng mà tâm nó vẫn cứ đi hành hương, vẫn cứ đi về quá khứ, cứ đi về tương lai. Thật ra không dễ gì mình có thể muốn gọi hồn về nhập vô xác của mình là nó đồng ý, phải không? Nó là của mình đấy, nhưng mà mình đã huấn luyện cho nó rong ruổi, lang thang phiêu bạt. Nó quen rồi, quen chân đi chơi rồi. Bây giờ bảo nó dừng lại đi, ở nhà, nó không có chịu. Giống như mình đã từng lên phố thị vui quá, đâu có chịu về quê đâu. Ở trong bài hát Green Fields, Đồng Xanh, có hai câu tôi rất là thích, đó là You can be happy when your heart on the roam. You can be happy until you bring it home.
bạn không thể nào hạnh phúc khi mà trái tim bạn vẫn còn trôi lăn trên con đường dài. Làm sao bạn có bình yên khi tâm hồn bạn vẫn còn tê tái? Tâm bạn vẫn còn đi tìm một cái thứ gì đó mà bạn không có hài lòng vừa ý với những điều kiện mà bạn đang có. Thì dù bạn ở đâu, bạn có bao nhiêu điều kiện có hạnh phúc, thì bạn cũng không thể nào có hạnh phúc được. Con người chúng ta là vậy, thường hay mâu thuẫn, thường hay xung đột, và có khi chúng ta rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan nữa, không biết chọn cái nào, nên quay về hay là nên đi tiếp. Nó giản dị như là việc bây giờ mình nên ngồi thiền hay mình nên nghe điện thoại, hay là mình nên tìm việc gì đó làm, hay là nên đi ăn, hay là nên đi ngủ. Ngồi thiền hay đi ngủ, câu trả lời là đi ngủ. Bây giờ ngồi thiền hay ngồi ngủ, cũng ngồi đó, câu trả lời là hãy ngồi ngủ. Ngồi ngủ dễ hơn là ngồi thiền. Nhưng mình biết rằng ngồi ngủ thì lại nuôi cái tâm si, ngồi thiền thì nó nuôi cái tâm tỉnh, tâm trí. Cho nên nó vẫn là một cuộc vật lộn giữa chánh với tà, giữa bóng tối và ánh sáng trong con người của mình. Bây giờ nếu mình muốn cuộc đời mình nó bay lên đẹp đẽ, để nhìn cái thế giới này nó nhiệm màu, thì mình phải chiến đấu nhiều lắm, phải lột xác rất nhiều lần. Còn mình muốn sống cuộc đời sống làng nhàng tầm thường, đầy biến động, đầy khổ đau, thì cứ hãy sống theo bản năng tự nhiên, thích gì làm nấy. Nhưng mà vì mình là người có hiểu biết, người tri thức, cho nên có khi thì mình cũng muốn quăng mình ra sống theo bản năng vậy. Thôi mệt quá, cố gắng nhiều quá rồi cũng chẳng được gì. Nhưng mà rồi thì mình lại cũng muốn trở về sống với cái hay ho nhất, cái đẹp đẽ nhất, cái trong sáng nhất, thì lại rơi vào cái thế tiến cũng khó mà lùi cũng khó. Bây giờ yêu nữa hay là ngưng yêu, ở tiếp hay là ly dị, ở công ty này hay là qua công ty khác, ở đây hay là ở kia. Có những khi mình không thể đưa ra một cái quyết định, vì để đưa ra một quyết định dễ dàng thì có gì để nói, mà khi phải chọn lựa một trong hai á, nghĩa là bên nào nó cũng có cái giá trị hết, bên nào nó cũng có cái nghĩa tình mà mình phải cân phân. Như cái ngày tôi đi tu ấy, tôi cũng suy nghĩ nát óc, chứ mình đâu có nói tôi sung sướng thì tôi bỏ cha mẹ tôi đi tu, bỏ anh chị em tôi đi tu đâu. Mình bỏ là một cái thứ mình yêu quý là mình đau khổ lắm chứ. Nhưng mà mình phải tranh đấu với bản thân để mình chọn cái thứ nào mà mình biết rằng mình sẽ dấn thân với nó cả đời. Vì thầy cũng đã từng nói với cha mẹ mình rằng hiếu thảo thì nó có nhiều cách, mà anh chị em thì cũng còn đông. Anh chị lập gia đình thì có thể sống chung với cha mẹ, và mỗi người chọn một con đường. Những con đường anh chị chọn có thể ở chung với cha mẹ được, còn con đường con chọn thì có thể phải rời xa gia đình. Thì biết rằng bây giờ con sẽ chịu cái món nợ ân tình này rất lớn, nhưng con tin rằng khi con đi con đường này thành công thì chắc chắn con sẽ báo đáp được cái ân tình này. Và cha mẹ đã sống cuộc đời của mình thật rực rỡ rồi, thì hãy để cho con sống rực rỡ cuộc đời của mình. Tôi thật là may mắn vì cha mẹ tôi là những người rộng lượng, đã hy sinh cái tình yêu thương dành cho đứa con của mình để nó được lên đường. Vì thế cho nên là người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thì nắng lá rơi đầy. Không ngoảnh lại không phải là dửng dưng, không phải là bạc tình, mà là vì không dám ngoảnh lại. Ngoảnh lại là bịn rịn,
là đau đớn, cho nên là phải giả bộ dửng dưng để mà được đi, để thực hiện lý tưởng đời mình. Đó là một sự giằn xé. Nhưng mà trong cuộc đời này, không phải lúc nào chúng ta cũng ở trong cái thế giằn xé để thấy mỗi bên đều có giá trị, mà chúng ta lại rơi vào một thế giằn xé là không bên nào có giá trị hết. Đó là những lúc chúng ta cảm giác ở công ty này không có hạnh phúc, qua công ty kia cũng không có hạnh phúc, ở với người này không có hạnh phúc, ở với người kia không có hạnh phúc, ở thành phố này không có hạnh phúc, giờ qua thành phố khác cũng không có hạnh phúc, không biết ăn ở kiểu nào mà đi đâu cũng không có hạnh phúc. Bây giờ giằn xé không biết phải ở đâu, chơi với ai, sống cùng ai, làm việc gì. Bỗng dưng ta rơi vào một trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Mà ở đây tiến thoái lưỡng nan không phải là chọn lựa những cái thứ hấp dẫn nữa, mà nên sống hay là nên chết. Có những lúc chúng ta đi qua giai đoạn đó, khủng hoảng hiện sinh, existential crisis. Đó là một cái từ mà người Tây Phương đã từng dùng. Người Tây Phương á, họ đã đi đến chỗ này từ rất nhiều thập niên trước, vì họ đã tới đỉnh cao nhanh quá của sự thỏa mãn. Để rồi khi tới đó rồi họ thấy trống rỗng, không có cái gì ở đỉnh cao danh vọng cả, vật chất quyền lực không có gì cả. Thí dụ quý vị đã có trải nghiệm đại dịch Covid-19 rồi đó, không cái gì tiền bạc quyền lực không có ý nghĩa gì trong cái trận đại dịch đó hết, chỉ có tình người mới có ý nghĩa. Nhưng mà cuộc sống mình đâu có thời gian để xây dựng tình người, cuộc sống mình chỉ có thời gian để tranh giành địa vị quyền lực và dành dụm tiền bạc thôi. Để đến khi mình xoay qua trái, xoay qua phải, nhìn trước nhìn sau thì cha mẹ, anh chị em, bạn bè đều không còn nữa. Và có những lúc chúng ta sống bạc mạng, chúng ta sống quá nhanh, quá vội, vô tình, đến vô cảm, vô hồn, vô tâm. Để rồi mình rơi vào một trạng thái không còn thấy thứ gì trên đời này là hấp dẫn nữa cả. Chán hết tất cả mọi thứ, chán công việc, chán luôn cả người mình đang thương yêu, chán thức ăn, chán quần áo, chán tiền bạc, chán luôn địa vị, và chán luôn cả bản thân mình. Không muốn gặp ai, chui vào một góc tối, đặt ra một câu hỏi: sống để làm gì? Ý nghĩa cuộc sống là gì? Cảm giác như mình như là một cái quả bóng bị đá văng ra khỏi tinh cầu này, ra khỏi ngoại tầng không gian mà nó không bay trở lại, lơ lửng. Cảm thấy mình không biết đi về đâu, mình thuộc về nhóm người nào, và kế tiếp mình nên làm gì. Và sáng nay thức dậy không muốn dậy nữa, dậy để làm gì? Có gì vui? Đời có gì vui? Có gì đáng sống? Và mình lại bước vào một trạng thái mà nó như bao nhiêu ngày qua, lại tiến thoái lưỡng nan. Sống cũng khó mà chết cũng khó, mà những ngày gần đây chết coi bộ dễ hơn, thấy chết nó gần với mình hơn. Sống khó quá, khó thở, ngột ngạt. Sống mà ăn không ngon, ngủ không ngon, nhìn thấy cảnh vật xung quanh không kết nối được, nhìn con người không kết nối được. Lỗi tại ai? Tại loài người, tại xã hội, tại cộng đồng, tại công ty, tại sếp, tại cha mẹ, tại chồng, tại vợ, tại con, tại bạn bè, tại ải, tại ai? Hay là do cái lối sống của mình, do nhận thức sai lầm của mình? Để rồi bây giờ mình rơi vào một cái thế tiến cũng khó mà lùi cũng khó. Và có những lúc
mình muốn kết thúc cuộc đời cho rồi. Nhất là những lúc mình bị trầm cảm, mỗi ngày mình nghĩ tới cái chết không biết bao nhiêu lần. Và các nhà tâm thần học nói rằng đời người đi qua những giai đoạn này ít nhất một lần. Có khi ta nhận ra, có khi ta không nhận ra. Có khi nó rất là nặng và có khi nó rất nhẹ. Vì tất cả chúng ta đều là nạn nhân của một cuộc hành hương đó, vội vàng không chuẩn bị kịp và không kịp cắm rễ sâu vào đời sống này. Nhất là chúng ta đang rơi vào một đời sống kinh tế phát triển rất nhanh, công nghệ lên ngôi, mọi thứ diễn ra vùng vụt, không hưởng thụ một cái gì đủ sâu đủ chậm cả. Không có thời gian để ngồi yên, để nhìn cuộc thăng trầm đời mình, nhìn cuộc thăng trầm của cảm xúc của mình một ngày trôi qua như thế nào. Hôm nay mình giận ai, mình buồn ai, mình khổ vì ai? Hôm nay mình thương ai, mình bao dung độ lượng với ai, mình tử tế với ai? Tại sao? Chưa bao giờ có cơ hội để ngồi xét lại thật kỹ, để có một cái sự điều chỉnh hợp lý. Và rồi sáng mai thức dậy, ta lại bước vào tâm thế tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ mà đại chúng nghe ca khúc Tiến Thoái Lưỡng Nan của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Mai. Tình đôi ngập ngừng tiến thoái lưỡng nan, mây bay khắp giữa chân mà cõi xa, vàng phai nhẹ nhẹ chiều hôm cửa nhà. Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận, tình đôi ngập ngừng tiến thoái lưỡng nan, mây bay khắp giữa chân mờ cõi xa, vàng phai nhẹ nhẹ chiều hôm cửa nhà. Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận, ngày xưa lận đận không biết về
cửa nhà. Tiết thoái lượng nan đi về lận đận, ngày xưa lận đận không biết về đâu. Về đâu cuối ngõ, về đâu cuối trời. Xa xăm tôi ngồi, tôi tìm thấy tôi. Xa xăm tôi ngồi, tôi tìm lại tôi. Tiết thoái lượng nan đi về lận đận. Ngày nay lận đận. Là may là ngày xưa thì lận đận nhưng mà không biết về đâu, còn ngày nay lận đận thì là giọt hư không. Vừa rồi ở trong đoàn thể của thầy, của chương trình Đạo Luyện Chuyên Gia Chữa Lành Tâm Lý, có khoảng 200 em xin pháp danh, đặt một lúc 200 pháp danh. Thì trong đó có một em dự thính, là một em có hoàn cảnh rất là đặc biệt, ngồi xe lăn. Em này bị teo cơ bẩm sinh, và em đã có một cái hành trình vượt khó vô cùng đặc biệt. Em không chỉ vượt qua được tâm lý khó khăn về cái thân phận của mình, mà em còn truyền cảm hứng giúp đỡ những người khó khăn khác. Em đã tạo ra một cái thư viện sách ở một cái huyện rất lớn của tỉnh Nghệ An. Em tên là Thúy Nga. Và em có ước mơ một lần được gặp thầy Minh Niệm. Và em đã đi từ Nghệ An đi vào ở trong Đà Lạt, và có sự yểm trợ của những người thân vào trong đó. Và lần sau em quay lại để trở thành một học viên dự thính của chương trình, của ngành chữa lành. Tất nhiên là em không thể leo đồi, em không thể đi thiền hành, thậm chí là nằm xuống buông thư em cũng thèm lắm. Em ngồi co quắp trên cái chiếc xe lăn, được các huynh đệ nữ hỗ trợ, thậm chí đi vệ sinh các bạn cũng phải hỗ trợ. Và những lúc đi thiền hành thương lắm, em phải nhích nhích cái chân của mình giống như là thèm được đi vậy. Và các bạn nhìn em thì các bạn khóc, mà bạn thì rất là thản nhiên, vì bạn cũng đã đi qua cái giai đoạn khổ đau đó rồi. Bạn nhìn các huynh đệ hạnh phúc, bạn cũng hạnh phúc lắm. Bạn được hạnh phúc khi được sống trong một cái đoàn thể với rất nhiều tình thương. Và trong cái khóa chuyên sâu 7 ngày đó, bạn được hành thiền, được thiền ngồi. Rồi thì ngày cuối cùng bạn quyết định là nhờ các huynh đệ đưa xuống đất nằm luôn làm thiền buông thư. Và hạnh phúc lắm, mặc dù nằm lưng không có thẳng được. Và khi xin pháp danh thì bạn cũng ngại ngần lắm. Bạn là người xin pháp danh sau cùng, thì thầy có đặt bạn pháp danh đó là Giọt Không, từ cái bài hát Tiếng Thoái Lượng Nan. Ngày xưa lận đận không biết về đâu. Thầy nói Thúy Nga, ngày xưa là vậy, nhưng mà ngày nay lận đận nó chỉ là một giọt nhỏ của hư không thôi. Nó không có làm phiền Thúy Nga được nữa, vì Thúy Nga đã làm lớn dậy sức mạnh của tâm hồn rồi. Ý chí rất là kiên cường mạnh mẽ đã đành, mà bây giờ còn biết thiền tập, biết quay về để yêu thương, chăm sóc bản thân, chăm sóc cái tôi của mình. Thì trong bài hát Tiếng Thoái Lưỡng Nan, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có đưa ra bí quyết là trong cái bài đó, đó là quay về để yêu thương cái tôi của mình, là một bí quyết. Nếu mà không biết chọn như thế nào, khó quá,
thì giải pháp đưa ra là hãy quay về giải quyết cái tôi trước đã. Vì cái tôi nó tổn thương mới đưa tới tình trạng lưỡng nan như vậy. Giọt không là một giọt hư không, tất cả rồi cũng sẽ hóa hư không. Những khó khăn trong cuộc đời này nó đến rồi nó sẽ đi. Khi hành thiền chuyên sâu 7 ngày thì Thúy Nga cũng thấy được như vậy. Được thầy hướng dẫn rằng mọi vọng tưởng đến rồi nó sẽ đi. Mọi cảm xúc dù là dễ chịu hay là khó chịu, nó đến rồi sẽ đi. Duy có một thứ ở lại, đó là cái tâm quan sát của mình. Chánh niệm, sự tỉnh thức nó sẽ ở lại. Chánh niệm, sự tỉnh thức là một sự thuần khiết. Nó giống như là một vị chủ nhà vậy. Đó là con người đẹp đẽ của mình. Còn những buồn vui, đau khổ là những cơn cảm xúc, nó cũng là một phần của mình. Nhưng mà nó là một cái hiện tượng tâm lý thôi, đừng có chạy theo nó. Cũng như ngoại cảnh vậy, có thuận rồi sẽ có nghịch. Thuận đến cố gắng cũng đón nhận. Dĩ nhiên khi mình ngồi thiền, trạng thái bình an đến thì mình cứ đón nhận hoan hỷ. Nhưng mà khi nghịch cảnh đến, cũng như là ngồi thiền đau chân hoặc là những cảm giác khó chịu ập đến, thì cũng hãy mở lòng đón nhận. Hãy cố gắng chấp nhận cả hai kinh nghiệm đó. Chấp nhận là một từ quan trọng của thiền tập. Đừng xua đuổi, đừng mong cầu rằng không có nó. Hãy ứng dụng kinh nghiệm này vào trong đời sống. Cố gắng mở lòng ra để chấp nhận mọi trải nghiệm. Thành công cũng được, thành công thì vui quá. Thất bại thì hãy cố gắng chấp nhận. Người đó dễ thương thì tuyệt vời quá. Người đó không dễ thương thì cũng mở lòng chấp nhận. Đó là cuộc sống. Cuộc sống phải có cái này cái kia, phải có thuận, phải có nghịch, phải có thăng và trầm. Nhưng bạn vẫn có thể ngồi yên đó, ngồi một cách vững vàng. Không phải lúc nào bạn cũng chạy rần rần, cũng phản ứng ào ào, cũng bị cuốn cuồng theo cái sự thăng trầm đó. Đó là hồi còn nhỏ, hồi còn thơ dại, còn bồng bột, còn chưa biết gì. Bây giờ trưởng thành rồi, hãy quay về với tư cách của một người lớn. Lùi lại để cho mọi thứ nó xảy ra, bớt can thiệp. Vì đó là chuyện của trời đất, nhân duyên là chuyện của trời đất. Bạn chỉ có thể kiểm soát được chính mình thôi. Mà ngay cả khi bạn đi sâu vào thiền tập, bạn cũng không được kiểm soát chính mình. Bạn cũng phải thuận theo cái sự thuận nghịch bên trong cả chính mình, gọi là thuận theo tự nhiên nữa kìa. Đó là bí quyết của sự sống. Và khi bạn lùi về lắng nghe chính mình, lắng nghe những uất ức, những tổn thương nặng nề, ban đầu bạn cũng khó thở lắm. Ban đầu bạn muốn tháo chân bỏ chạy, bạn lại muốn nghe điện thoại, bạn muốn trò chuyện, bạn muốn tìm việc gì đó làm, bạn lại muốn lao ra bên ngoài. Nhưng rồi bạn biết rằng đó là con đường duy nhất để chữa lành. Bạn là người duy nhất để là bác sĩ chữa lành của mình. Cho nên là bạn cố gắng quay về để làm người lắng nghe mình. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói: tôi đang lắng nghe, tôi dừng hết mọi sự lao ra bên ngoài để tôi quay về với chính tôi. Im lặng của đêm, tôi đang lắng nghe. Im lặng ngọn đồi, tôi đang lắng nghe. Im lặng dòng sông, tôi đang lắng nghe. Tôi tập trung vào thiên nhiên, mọi sự thinh lặng để tôi nghe từ thiên nhiên trước. Quý vị có hành thiền, nếu mà được thầy Minh Niệm hướng dẫn, thì thầy Minh Niệm cũng đề nghị quý vị hãy chọn âm thanh làm đề mục. Nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió, tiếng chim và rất nhiều âm thanh khác. Hãy lắng nghe và chỉ lắng nghe thôi. Đừng tưởng tượng, đừng phán xét gì cả. Nhận biết rằng tôi còn có thể lắng nghe được. Tôi biết đó là tiếng gì, và tôi đang kết nối với âm thanh đó.
Đó là âm thanh màu nhiệm của đất trời. Và tôi là một phần của đất trời. Vì tôi còn sống, vì đất trời còn đó, nên tôi đặt kết nối được. Và khi lắng nghe được âm thanh dễ chịu đó rồi, tôi mới bắt đầu tĩnh tiến dần về phía tôi. Tôi nghe hơi thở mình khì khì nhẹ nhẹ, hơi thở vào ra. Tôi lắng nghe thật lâu, thật sâu. Tôi thấy bên trong hơi thở tôi nó có sự nghẹn ngào, nó có tức tưởi. Và tôi nhìn sâu vào bên trong, tôi thấy có những vết thương, tôi thấy có oan ức, tôi thấy có rất nhiều vấn đề. Và lúc bấy giờ tôi đã có đủ năng lượng để ôm lấy vết thương của mình. Tôi quay về, tôi chịu trách nhiệm cho bản thân mình mà không muốn đổ thừa nữa, không muốn oán trách nữa. Và trước giờ tôi cứ lao ra bên ngoài, bỏ rơi chính mình, để cho những cái vết thương đó mặc tình giật dây điều khiển tôi. Mà tôi không biết, tôi không hiểu tại sao tôi lại hay nóng giận, dễ tổn thương, dễ nghi ngờ, rồi xảy ra trầm cảm, rối loạn lo âu và nhiều hội chứng khác. Đến khi tôi được nhắc nhớ, tôi được khơi gợi đến hình ảnh một con hổ bị trúng thương và nó rút về hang để liếm vết thương, thì tôi cũng đã bắt chước cái con hổ đó để cho mình một cơ hội dừng lại mọi công việc, mọi sự kết nối, để trở về lắng nghe, yêu thương và liếm vết thương của mình, nhìn cuộc thăng trầm ở bên trong chính mình thật sự. Bây giờ mời đại chúng nghe bài hát Tôi Đang Lắng Nghe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của ca sĩ Mai Loan. Im lặng của đêm, tôi đang lắng nghe. Im lặng của ngày, tôi đang lắng nghe. Im lặng của đời, tôi đang lắng nghe. Tôi đang lắng nghe. Trái tim lạc loài, bao đêm đã qua. Im lặng của người, đã lắng nghe. Im lặng của tôi, im lặng dòng sông, tôi đang lắng nghe. Im lặng ngọn đồi, tôi đang lắng nghe. Im lặng thở dài, tôi đang lắng nghe. Dài sau cơn bão qua, im lặng nghe bao nỗi đau trên một bàn tay. Tôi đang lắng nghe, im lặng cuộc tình sau một cuộc tình. Tôi đang lắng nghe khi hoa héo khô, im lặng nụ tàn. Tôi đang lắng nghe, tôi đang lắng nghe, tôi đang lắng nghe. Im lặng đời, im lặng của đêm, tôi đang lắng nghe. Im lặng của ngày, tôi đã lắng nghe. Im lặng cuộc đời,
với trái tim lạc loài. Tôi đã lắng nghe, em lặng cùng. Tôi đã lắng nghe, im lặng đời tôi. Im lặng dòng sông, tôi đang lắng nghe. Im lặng ngọn đồi, tôi đã lắng nghe. Im lặng thở dài, tôi đã lắng nghe. Tôi đang lắng nghe, im lặng thở dài. Sau cơn bão qua, im lặng mặt người. Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay. Tôi đang lắng nghe, im lặng một tình. Sau một cuộc tình, tôi đang lắng nghe. Khi hoa héo úa, im lặng nụ tàn. Tôi đang lắng nghe, tôi đang lắng nghe. Tôi đang lắng nghe, im lặng đời mình. Tôi đang lắng nghe, im lặng cuộc tình. Sau một cuộc tình, tôi đang lắng nghe. Khi hoa héo ô, im lặng nụ tàn. Tôi đang lắng nghe, tôi đang lắng nghe. Tôi đang lắng nghe. Im lặng đời. Và tôi đã dừng lại để lắng nghe cuộc đời tôi. Tôi không chờ đợi ai, hy vọng vào ai quá nhiều. Tôi biết rằng những khổ đau mà tôi có, tôi cưu mang, tất nhiên là cũng có tác nhân của gia đình, của những người thân, của cộng đồng, của xã hội. Nhưng tôi vẫn là tác giả chính. Vì nếu như tôi có trang bị sẵn một tâm hồn vững vàng, tôi may mắn có được một nhận thức đúng đắn để biết luôn làm chủ chính mình, bớt lệ thuộc vào hoàn cảnh và người khác, thì chắc có lẽ tâm hồn tôi sẽ không thể nào thương tổn được. Và trong những ngày tháng may mắn nhận ra sự thật đó, tuy có phũ phàng nhưng mà đó là một sự thật. Và dần dần tôi đã học cách chấp nhận sự thật. Qua thiền tập, tôi chấp nhận được mọi kinh nghiệm tốt lẫn kinh nghiệm xấu. Qua thiền tập, tôi có được chút nội lực từ năng lượng bình an, từ việc biết yêu thương chính mình. Tôi có được sự tỉnh thức và tôi đã thật sự đi sâu vào bên trong. Trong những ngày thiền tập chuyên sâu, có thể tôi đã được nhận ra trong tôi có tới hai con người. Một con người bị tổn thương, một con người đầy dẫy tham sân si, kiệt quệ, gục ngã, đã từng muốn kết liễu cuộc đời mình. Nhưng sâu bên trong lại có một con người khác, lại khát khao sự sống, lại rất yêu thương cuộc đời này. Trong thiền tập, tôi được hướng dẫn không đồng nhất, non-identification với trạng thái tâm lý đó. Như là hôm nay ở đây, trong ngày thiền tập, các vị được thầy hướng dẫn là hãy đặt cái camera quan sát bước chân quý vị đi. Mình quan sát bước chân mình, cái sự quan sát đó như là một cái camera vậy.
mình thấy mình đang đi, mặc dầu không cần nhìn xuống bước chân, nhưng mà mình vẫn cảm nhận được bước chân của mình. Mình đang ngồi thiền, mình nhắm mắt, nhưng mình vẫn cảm nhận được cái dáng mình ngồi thiền. Thì trong một khóa chuyên sâu, các vị thiền sinh cũng được hướng dẫn bạn hãy bật camera lên, quan sát mình ở mọi lúc mọi nơi. Thường ngày á, mình đặt camera vào người khác, giống mình đưa cái chiếc điện thoại lên để mình quay TikTok chẳng hạn, hay quay hình người khác lắm. Thì hôm nay trong giai đoạn này nè, đang tổn thương, đang đau khổ nè, tắt chiếc camera đó đi, hoặc là xoay cái camera đó vào trong chính bạn đi. Hãy biết về chính bạn nhiều hơn là biết người khác. Hãy searching inside yourself, hãy truy cập những thông tin bên trong bạn đi. Trong lúc này bạn đang làm gì đó, nghĩ gì, ngồi ở đâu, dáng như thế nào, có cảm giác gì, dễ chịu hay là khó chịu, hay là trung tính, trong tâm có suy nghĩ gì, tích cực hay là tiêu cực, có nỗi khổ niềm đau nào không, bình an hay là bất an, cái gì cũng được. Những cái đó đều là đối tượng của cái camera. Đối tượng là khách. Khách không quan trọng, khách đến rồi sẽ đi. Cái sự quan sát á, sự tỉnh thức, cái camera mới là quan trọng. Camera là con người thứ hai của bạn. Bất ngờ bạn nhận ra bạn là một sự quan sát, bạn là một sự thuần khiết hoàn toàn. Bạn không chỉ là cái cơn giận dữ điên cuồng đó, bạn còn là một sự quan sát cơn giận dữ điên cuồng đó. Bạn không chỉ là vết thương sâu thẳm quằn quại đó, bạn còn là một sự quan sát những vết thương đó. Bạn không phải là tham sân si đó, bạn còn là một sự quan sát chính nó. Đó là con người thứ hai của bạn. Và may mắn rằng bạn đã gặp được nó. Trong thiền tập, mỗi khi gặp được nó, chúng tôi gọi là gặp lại con người chân thật. I see you. Tôi mừng quá, mừng muốn rơi nước mắt, vì tôi đã gặp lại con người hồn nhiên chân thật năm xưa mà đất trời đã tạo ra tôi. Trên con đường mưu sinh, con trên đường tranh đấu, trên con đường danh lợi, trên con đường tình cảm, tôi đã bào mòn con người đó. Tôi đã để con người đó lụng bại đến nỗi tôi tưởng tôi chỉ là con người ham danh lợi, tôi chỉ là một kẻ ham chiến thắng, tôi chỉ là một kẻ lụy tình. Không ngờ rằng tôi còn là một người biết ngồi yên xuống, biết thư giãn, biết buông xả, biết yêu thương không điều kiện. Và trong những ngày thiền tập chuyên sâu lùi lại, tôi đã gặp con người thứ hai đó, và tôi đã mừng muốn rơi nước mắt. Tôi biết rằng em vẫn còn đó, em vẫn còn đó ở bên đời. Mặc dầu rằng em chưa xuất hiện hoàn toàn, em vẫn còn trong phôi thai chẳng hạn, cần một ít thời gian nữa thì em mới xuất hiện trọn vẹn, và cần một hành trình dài thì em thứ hai và em thứ nhất là tôi đây mới trở thành một. Tôi mới đưa em thứ hai đó đi vào trong đời sống, tôi mới đưa sự tinh khôi, sự trong sáng, sự thật thà, bình an, yêu thương không điều kiện đó vào trong con người thứ nhất, vào trong đời sống được. Nhưng tôi tin rằng khi đã gặp em rồi thì tôi sẽ không bao giờ chỉ sống với con người thứ nhất. Khi tôi đã biết tỉnh thức, biết chánh niệm, biết đâu là con đường chân thiện mỹ rồi, thì tôi sẽ không bao giờ trở thành kẻ lầm lũi lao thẳng vào bóng đen của tội lỗi, của đau khổ nữa. Bây giờ mời đại chúng đến với ca khúc Vẫn Có Em Bên Đời. Mời trở lại tiếng hát của ca sĩ Ngọc Mai.
bên nhé. Những cành hoa phai quá không đành, vẫn thấy em cười đùa đó đây. Mái nhà năm xưa tóc em còn bay, gặp nhau giây phút trong đời ấy. Mỗi vết
thương lành, một nỗi vui. Cái đáng lẽ nó phải là một niềm vui mới đúng, nhưng nó phải là một nỗi là vì vất vả lắm, trả nhiều giá đắt lắm thì mới có thể chữa lành được. Ý của nhạc sĩ là lành tới đâu thì mừng tới đó, đừng có mong cầu nhiều quá, đòi hỏi phải chữa lành xong thì mình mới chịu, mới hoan hỷ, còn chưa lành thì chưa hoan hỷ. Khi mà một người mẹ là một nữ doanh nhân thành đạt, nhiều năm không thể kết nối được với đứa con của mình, nó đi du học ở nước ngoài, rồi nó bị trầm cảm nặng nề, nó dùng cần sa, nó ngắt sự kết nối với cha mẹ, nó chìm trong bóng tối, không ai giúp đỡ, nó muốn tự tử. Người mẹ biết trung tâm thầy Minh Niệm có thể giúp đỡ được, nhưng mà đứa bé đó nó không chịu kết nối, thì làm sao bà mẹ có thể đưa nó về với trung tâm của thầy Minh Niệm được? Bằng rất là nhiều cách, suốt 3 tháng, 6 tháng thì đứa bé đó mới chịu mở cửa, mở cửa lòng để cho bà mẹ đi vào một cuộc điện thoại, để bà mẹ khẩn khoản xin con trở về Việt Nam để mẹ được giúp đỡ con. Để muốn giúp đỡ con mình á, phải cần một sự khẩn khoản xin xỏ. Còn trước đó đó, bà điều khiển hết, bà sắp xếp hết cuộc đời của con, không hề hỏi ý kiến, để rồi đứa con mất hết bản năng sinh tồn ở xứ người mà có những thứ bà mẹ đâu có biết, nhất là trong tình cảm trai gái. Đứa con không có một cái kỹ năng nào để ứng phó hết, để rồi nó rơi vào hố đen của trầm cảm. Rồi bà mẹ cũng la mắng, rồi cũng tuyên bố từ bỏ, rồi cũng tuyệt giao, để rồi nó tuyệt giao thật. Và để rồi muốn kết nối trở lại, nó không cho kết nối. Nên khi sau 6 tháng nó mở cửa cho vào, bà muốn rơi nước mắt. Làm mẹ đôi khi muốn để cả một gia tài cho con, nó cũng không thèm. Nó chỉ cần có một người thấu hiểu nó, yêu nó đúng cách thôi. Và khi mà đưa nó được từ Việt Nam, từ nước ngoài về lại Việt Nam, mà đến trung tâm thầy Minh Niệm, bà mẹ nói: thầy ơi, con muốn lại nó luôn vậy đó. Con mừng như là được hồi sinh chứ không phải là nó đó thầy. Và một tuần sau bà mẹ quay lại nói: sao một tuần rồi mà nó chưa hết vậy thầy? Thầy nói: chị, thầy không có thuốc tiên, đây là một hành trình. Chị đã đưa con về đây rồi, chị đã giao con cho thầy, chị đã tin tưởng thầy rồi, thì chị hãy để thầy lo cho. Nó cần cả một hành trình dài, cháu nó chịu ở là chị hãy hạnh phúc đi. Vì ngày mai nó trốn mất, ngày mai nó gọi điện thoại chị, nó bảo chị phải đưa nó về, hoặc nó trở lại cái quốc gia mà nó đang ở, thì chị làm sao? Thành ra nhích được bước nào thì mừng bước đó đi chị, chứ sao chị đòi hỏi nhiều vậy? Chị nói: dạ tại con quen rồi thầy, con là doanh nghiệp lớn mà thầy, quen kiểm soát rồi, muốn mọi thứ phải nhanh gọn trong tay mình. Mà chị còn chưa học bài học cái gì thì cái, chứ còn trong liên hệ tình cảm phải nhẫn nhục nhiều lắm, còn chưa thành công nữa là nó đâu phải là 2 lần 2 là 4 đâu. Cho nên mỗi vết thương lành, một nỗi vui, đối với những người làm công tác chữa lành như chúng tôi đó, nó rất là thấm. Khi mà các bạn ở trên đó trở thành các chuyên gia chữa lành, tu luyện để chuyển hóa, hoặc là các bệnh nhân được đưa đến để được giúp đỡ,
họ chuyển hóa từng ngày. Đơn giản chỉ là họ bước ra khỏi phòng được đối với các bệnh nhân, hay là họ chịu leo đồi để đón bình minh, họ chịu đi ăn chung với tập thể, họ chịu đi ngồi thiền, họ chịu nói chuyện với một người nào đó họ chọn trong 200-300 người đó, tùy họ chọn, là mình thấy có tín hiệu để bước ra, là thấy có sự sống, thấy có một mầm sống được vun lên. Đôi khi mình là người dân nước lã mà mình cũng muốn rơi nước mắt, vì đó là cái công việc của mình. Mình chỉ muốn thế thôi, giống như là mình đào đất để mình mời lên, tìm một cái mầm sống ở sâu dưới lòng đất lên, giữa lòng đất khô cằn vậy mà vẫn còn đó một cái mầm sống. Thì ôi thôi, cái người đào đất dù khổ cực bao nhiêu cũng rất là hạnh phúc. Lúc đó mình đâu có đặt điều kiện gì nữa, phải không quý vị? Phải thế này, thế kia, thế nọ. Nếu mà có điều kiện thì nó cũng phải hợp lý, nhẹ nhàng, vừa phải. Mà nó không phải là điều kiện, mà đó là những cái công thức cần thiết để giúp cho một người được hồi sinh mà thôi. Chứ không phải là điều kiện để phục vụ cho mình, để trả ơn cho mình. Và khi chúng ta quay trở về để chữa lành vết thương, đôi khi không phải chỉ để chữa lành được vết thương, mà chúng ta lại đạt thêm một cái quyền lợi khác. Đó là chúng ta lại bước lên một tầng nhận thức mới. Dù rằng trước đó mình bị tổn thương, trước đó mình muốn kết liễu cuộc đời, trước đó mình tự ti mặc cảm, thấy mình vô giá trị, nhưng khi trở về đã chữa lành được vết thương rồi, mình có những ngày được ngồi yên, nhìn những cuộc thăng trầm ở bên trong, rồi nhìn ra những cuộc thăng trầm ở bên ngoài, nhìn lại những ngày tháng trong quá khứ đã từng thất bại như thế nào, trong tình cảm và trong công việc, những vinh nhục đã đi qua, mình đã thấy ra được cái nguyên nhân cốt lõi từ nơi mình nhiều nhất. Như đã nói là có đóng góp tác chân ở bên ngoài, nhưng do tâm hồn mình không đủ vững vàng, chưa trang bị kịp, và đời sống của mình đặt ở bên ngoài nhiều hơn là ở bên trong, và mình đã rời xa con người đặc biệt mà hồi nãy chúng ta gọi là con người thứ hai quá lâu, không kết nối được. Nhờ cái sự thất bại đó mà mình đã nhận ra sự thật đó. Nếu giả sử mình không thất bại, không có cái cú bị bồ đá đó, mà thật ra bồ đá thì nó cũng đau như bồ đá mà thôi, không có cái cú lao xuống vực thẳm đó, thì thử mình có dám dành ra thời gian bỏ hết mọi thứ để đi sâu vào con người của mình, để lắng nghe nỗi khổ niềm đau của mình, để thấu hiểu toàn bộ con người của mình hay không? Thì lấy đâu mà cơ hội để thấy được con người chân thật của mình? Lấy đâu ra cơ hội để quan sát lại toàn bộ hành trình cuộc đời của mình? Cho nên mới nói là nhờ khổ đau mới có hạnh phúc, nhờ mộng mị hôm nào ta mới tìm về tỉnh thức. Tất cả các bậc giác ngộ đều phải đi qua thăng trầm thương đau hết, đẩy vào cái bức cùng cực của đau khổ, thì họ mới quyết liệt một lần, khát khao sự sống, đi tìm một con đường mới, một con người mới trong chính mình. Còn nếu mà đời sống nó vẫn còn có thể sống được, vẫn còn nắm bắt được, còn kiếp chút chát, chút cháo được, còn làng nhàng tầm thường được, thì mình vẫn còn rong ruổi, lang thang phiêu bạt giang hồ, không biết bao giờ mới chịu hồi hương, coming home, trở về nhà. Và khi đã trở về nhà rồi, khi mình nằm xuống buông thư, khi mình ngồi thiền, hồn đã nhập vào xác được rồi. Thật sự có những bạn hành thiền qua khóa thứ hai,
khóa thứ ba mới thấm được. Mỗi khóa 7 ngày hay là 10 ngày ngồi đó khóc ngon lành, khóc tức tưởi. Tức xưa giờ tại sao mình không biết chuyện này? Mấy mươi năm qua mình đi đâu? Mình tìm kiếm cái gì? Tại sao mình bán rẻ cuộc đời mình cho những thứ bây giờ mình thấy nó không có giá trị ý nghĩa gì nữa? Tại sao mình giao cuộc đời mình cho một cái đứa mà nó chẳng ra gì, nó cũng tổn thương, nó cũng yếu đuối bạc nhược, mà mình đòi hỏi nó cái gì kia chứ? Có nhiều cái tức lắm. Nhưng mà trong cái nước mắt đó cũng có hạnh phúc của kẻ được trở về nhà, yên rồi, ổn rồi. I have arrived, I am home. Bụt ơi, con đã về rồi. Thanks God, I am here. Cảm ơn Chúa, con đã về nhà rồi. Con không là kẻ lang bạc nữa, không có đi xin xỏ tình thương từ người khác lê lết quằn quại nữa. Mặc dầu con cũng phải mưu sinh, con cũng có người thương yêu, nhưng con vẫn luôn làm chủ chính mình, luôn ở trong căn nhà của mình. Và khi thân tâm đã hợp nhất cùng nhau, trở nên sức mạnh vô cùng, mắt sáng ra, các giác quan được hồi phục, tai nghe rất rõ, mũi ngửi cũng rất rõ, và tâm ý rất là thông thương, có một cuộc cách mạng rất lớn ở bên trong, mầm sống vươn lên, tâm hồn xanh mướt. Hôm nay tôi nghe tiếng con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia. Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió, và thấy bình minh, và thấy rất nhiều thứ nữa trong cái sự trở về đó. Và tôi thấy trái tim tôi rộng mở, tôi muốn yêu thương tất cả mọi người và mọi loài. Năng lượng đâu mà dữ vậy? Vì có một cái sự sống nó tuôn trào, là vì tôi đã khai thông được tâm lý của tôi, vì tôi đã mời được rất nhiều hạt giống xanh tươi ở trong tôi, vì tôi đã về được với chính tôi. Bây giờ mời đại chúng nghe ca khúc nữa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hôm Nay Tôi Nghe, qua tiếng hát của ca sĩ Mai Loan và ca sĩ Minh Đức. Xin sẵn đây xin giới thiệu đại chúng ban nhạc luôn. Người chơi guitar là anh Quang Trung. Người chơi piano là anh Kiên Cường. Người chơi violin là anh Trung Hải. Người chơi saxophone là anh Minh Hiếu. Người chơi trống là anh Châu Vũ. Xin cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sông kia. Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió, và thấy bình minh thắp trên ngọn lá. Tôi thấy ngày thật lạ, sao xuyên từng nỗi nhớ. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, nên con tim bạn bè bao la. Giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tôi cười như chú bé mới lớn lên giữa đời sông kia. Tôi thấy màu xanh
các anh chị ca sĩ, cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Và chúng thấy mọi người hát là trình diễn hay không? Cho nên tôi yêu, tức là vẫn yêu hả? Vì mình là con người mà, phải có tình yêu thương. Nhưng mà trái tim không có nặng nề, khó lắm. Nhưng làm được, chắc chắn sẽ làm được. Với điều kiện là tập ngồi yên mỗi ngày, trở về chính mình mỗi ngày. Nếu mà giờ nào cũng ngồi thì tốt quá, nhưng mà bận rộn trong cuộc đời thì mỗi ngày nên có một khoảng thời gian để ngồi nhìn ngắm mình, nhắm cuộc thăng trầm ở bên ngoài, nhắm thăng trầm ở bên trong. Hoặc là khi thấy mình đang thăng trầm, lên xuống bất chợt, cảm xúc up down, lên xuống bất ổn quá, đừng nói nữa, đừng làm gì hết, đi ngồi thiền đi. Đi ngồi yên xuống để cân bằng cảm xúc trở lại, trả mình về với trạng thái ổn nhất, bình yên nhất. Rồi muốn làm gì đó thì làm. Và tôi có nói là để bình yên thức giấc rồi đi đâu về đâu cũng được. Chứ còn đang bất yên bất ổn đó, mà đi đâu về đâu là xa hầm sập hố đó. Hãy nghe bên trong lên tiếng, nghe chánh niệm lên tiếng, nghe inner master, vị thầy bên trong của mình soi đường dẫn lối. Đừng nghe bóng tối của tham sân si dụ dẫn nữa. Mấy mươi năm rồi mình đã từng bị điều khiển như vậy, thì bây giờ phải khôn ngoan hơn, bình tĩnh lại. Ngồi nhìn cuộc thăng trầm nghĩa là sau khi mình đã nhìn được thăng trầm bên trong của mình và làm chủ được rồi, thì mình không ngán thăng trầm ở bên ngoài nữa. Thuận cũng được, mà nghịch cũng chơi luôn. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thông, mùa thu, mùa đông gì mình cũng đón nhận hết. Tôi mượn hai từ của thiền sư Osho, đó là hãy nhảy múa cùng đời sống. Nhảy múa cùng các mùa, bốn mùa, mùa nào cũng hay hết. Không phải chỉ có mùa xuân mới hay. Tôi sợ mùa xuân lắm vì tôi bị dị ứng phấn hoa đó. Tôi thích mùa thu hơn, thí dụ vậy. Hoặc là mùa đông tôi cũng thích lắm. Nhưng mà có nhiều người sợ cái lạnh lẽo của mùa đông, hay là nhìn mùa thu lá vàng úa buồn quá. Nhưng mà đừng có mắc kẹt trong các hình thức đó. Mùa nào cũng có giá trị hết. Hoàn cảnh nghịch nó đều có những cái thuận ở trong đó. Hãy nhìn kỹ, trong cái nghịch nào nó cũng có cái thuận hết, và trong cái thuận nào nó cũng có cái nghịch ở trong đó. Cho nên con người mình có cái hay là có thể lùi lại để quan sát, có thể chơi cùng với hoàn cảnh mà không bị mắc kẹt cùng với hoàn cảnh, có thể chơi cùng với cái smartphone mà không bị nó đè bẹp. Nó có đè bẹp không? Hình như tối nào nó cũng đè tới 2-3 giờ khuya đó. Mình có thể bước vào cuộc hôn nhân mà không bị hôn nhân đè bẹp. Nó có đè không? Mấy mươi năm rồi đó, không thở nổi. Thì bây giờ mình học lại, vì xưa giờ mình thiếu, thiếu tự nuôi bản thân, thiếu tự chủ, thiếu nạp năng lượng thường xuyên, thiếu quay về kết nối với con người chân thật của mình, thiếu ngồi yên, động quá, thiếu chất tĩnh lặng. Thì bây giờ mỗi ngày dành ra nửa giờ hay là một giờ, hoặc bất cứ lúc nào rảnh ra, tập ngồi yên xuống, thả lỏng, nhắm mắt để nhìn những cảm xúc lên xuống, buồn cũng được, vui cũng được, mà ngừng lao ra bên ngoài, chạy theo người khác hay là công việc, để chấp nhận hết mọi trải nghiệm tốt xấu đang diễn ra. Tốt cũng chấp nhận, xấu cũng chấp nhận. Tôi là kẻ có thể lùi lại, có thể quan sát được thuận nghịch, chấp nhận được mọi kinh nghiệm, không cần phải mong cầu,
không cần phải chống đối. Não tôi, tâm tôi hiểu rằng tôi hoàn toàn có khả năng chấp nhận mọi hoàn cảnh, không chống đối, dầu chỉ nửa giờ, dầu chỉ một giờ, nhưng mà não trạng tôi nó sẽ ghi nhớ điều đó. Để rồi khi bước vào trong đời sống, tôi sẽ bắt đầu được nhắc nhớ hãy chấp nhận hoàn cảnh, đừng chống nữa, nó không đáng để chống. Đừng mong cầu nữa, nó không đáng để mong cầu. Và tôi xin kết thúc bằng 4 câu thơ tôi đã viết trong cuốn Hiểu Về Trái Tim. Tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình cảnh cũng bình. Quý vị hãy ngồi yên để nhảy múa cùng với 4 mùa xuân hạ thu đông, để thấy cuộc đời này đẹp đẽ, đáng sống vô cùng. Xin cảm ơn đại chúng đã có mặt và lắng nghe.